Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới vấn đề mà mọi người quan tâm, trong Việt Nam thì thiếu xăng. Ở bên ngoài Việt Nam thì OPEC cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô và điều này đã gây tức giận cho Joe Biden, ông tổng thống Hoa Kỳ. Và trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay và bản tin tôi đưa ngày hôm nay Joe Biden nói à, chính là nói rằng là không gặp gỡ với thái tử Saudi Arabia ở bên lề của hội nghị G20 vào ngày 15 và ngày 16 tháng 11 sắp tới đây trong cái hội nghị của G20 ở tại Bali, Indonesia. Quý vị à, trước khi đi vào cái phần phân tích ngày hôm nay để cho thấy rằng là Joe Biden đang uh, gọi là uh, có một cái chính sách lúng túng ở tại Trung Đông. Ok quý vị, bây giờ mình mở bản tin trước đi rồi mình sẽ phân tích sau. Quý vị Biden đã không có kế hoạch là sẽ gặp gỡ Thái tử Saudi Arabia tại hội nghị G20. Đó là lời phát biểu của Sullivan, tức là cố vấn của à, cái hội đồng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ở trong đây thì tòa tòa bạc, à, người đặt trách về cố vấn hội đồng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là Jeff Sullivan nói ngày chủ nhật là ông Tổng thống Joe Biden không có ý định sẽ gặp gỡ với lại thái tử của Saudi Arabia là Mohammed bin Salman ở hội nghị G20 vào tháng tới tại Indonesia sau khi mà Saudi Arabia dẫn đầu khối OPEC cộng đã cắt giảm cái sản lượng dầu thô. Ông ta không có ý định gặp gỡ với đại thái tử của Saudi Arabia vào hội nghị G20. Đó là lời phát biểu của Sullivan cha đã nói với đài truyền hình CNN và tập trung và chắc chắn rằng là băng ngang qua những cái cuộc tiếp cận ông ta trên trên cái à hội đồng của ông ta thì ông ta đang làm việc và không chỉ Hoa Kỳ mà cho tất cả các đồng minh. Ok quý vị, đây là cái lời phát biểu của à Sullivan là cố vấn của Hội đồng an ninh quốc gia của Joe Biden. Và quý vị, trước đó thì uh, phía Đảng dân chủ đã tỏ ra tức giận trước việc mà Saudi Arabia dẫn đầu khối OPEC để mà cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày thì họ nói rằng đủ rồi và họ đòi trừng phạt đối với lại uh, Saudi Arabia. Ok quý vị, ở đây thì quý vị thấy cái tin là enough is enough là Đảng dân chủ đã bắt đầu uh, sẽ cam kết là sẽ ngăn chặn việc mà bán vũ khí cho Saudi Arabia trong đó thì một thành viên hàng đầu của thượng nghị sĩ của đảng dân chủ đã cam kết là sẽ ngăn chặn tương lai bán vũ khí cho Saudi Arabia và thúc giục chính quyền châu bình ngay lập tức là phải ngưng lại tất cả các mối hợp tác với vương quốc Ả Rập này khi để mà đối phó lại với quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô giữa lúc mà họ nói rằng toàn cầu đang bị cân khủng hoảng năng lượng bởi vì cuộc chiến của nga tại Ukraine thông điệp này đã được đưa ra bởi chủ tịch của khối chủ tịch của ủy ban đối ngoại tại thượng viện là ông Bob Menendez thuộc đảng dân chủ của New Jersey à, ông ta nói rằng sẽ à, người đã bỏ về phủ quyết trong vấn đề mà gọi là à, các việc bán vũ khí cho quân ngoại quốc và trong đó gần như là cái mối quan hệ giữa khối tây phương và khối OPEC trong vấn đề mà họ nói rằng là phía của OPEC đã gửi một món quà cho Moscow trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của ông Menendez đã đưa ra. Và trong đó ông ta nói rằng trong vai trò chủ tịch của quỹ ban đối ngoại ở Thượng viện, tôi sẽ không bật đèn xanh cho bất kỳ một cuộc hợp tác nào với lại Riyadh, tức là cho tới khi nào vương quốc này phải duyệt xét lại vị trí của họ và tôn trọng cái cuộc chiến tại Ukraine. Đó là lời phát biểu của ông Menendez đưa ra. Tức là đe dọa là sẽ, tại vì quý vị bán vũ khí là phải có sự đồng ý của quốc hội. Một lát tôi giải thích sau, bây giờ mình đi bản tin trước đi. Và quý vị, ngay sau khi cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô, thì Saudi Arabia tuyên bố là sẽ quyên góp 400 triệu Mỹ Kim tiền hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Saudi Arabia loan báo là 400 triệu mỹ kim hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Đây là cái thông báo mới nhất à, ngày 15 tây tháng 10 nghe quý vị là Saudi Arabia sẽ cung cấp 400 triệu mỹ kim tiền hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. À, cái cơ quan truyền thông của à, Saudi Arabia là SPA đã cho biết à, và nói thêm rằng là ông Thái tử Mohammed bin Salman đã có cú điện thoại nói chuyện với lại ông Zelensky vào ngày thứ sáu và vị thái tử này à, nói rằng vẫn tiếp tục nỗ lực để làm trung gian à, để ủng hộ cho cái việc mà giảm đi cái cuộc căng thẳng này đây là bản tin của hãng thông tấn reuters đã đưa ra quý vị như vậy trong ba bản tin mà tôi đưa ra cho quý vị thấy rõ ràng là quý vị cuộc đối đầu giữa chính quyền Joe biden đảng dân chủ với lại saudi arabia nó không phải là mới đây mà nó đã có một cái truyền thống lâu đời ok quý vị Lý do tại sao mà chính quyền châu Bên rất tức giận. Quý vị, bây giờ mình phải đi lại cái lịch sử. Năm 1967 thì các quốc gia Ả Rập trong cái vấn đề mà họ bất mãn việc mà người Do Thái đã trục xuất gần 2 triệu người Palestine ra khỏi nhà của họ để thành lập quốc gia Do Thái ngay ở Trung Đông. Sau khi mà có cái phán quyết của à, Liên hiệp Quốc năm 1948 cho phép thành lập một đất nước Do Thái ở khu vực này. Và ngay sau buổi sáng là khi mà tuyên bố cái bản nghị quyết này thì ngay chiều tối là lực lượng do thái đã trục xuất trên 2 triệu người Palestine ra khỏi nhà cửa của họ, khiến cho những người Palestine phải sống lưu vong ở nhiều nơi ở trong các quốc gia Ả Rập. Và sự này cái cái gọi là cái uh, sự căng thẳng này đã dẫn tới một cái cuộc bùng nổ cuộc chiến tranh năm 1967 gọi là cuộc chiến 6 ngày ở uh, Trung Đông và một mình lực lượng cho Thái đã đánh bại tất cả các quốc gia Ả Rập trong 6 ngày mà thôi quý vị. Lúc đó thì các quốc gia Ả Rập mới giật mình. Họ chỉ tập trung vào vấn đề kinh tế nhưng không họ không tập trung vào vấn đề quân sự. Do đó, một nước cho Thái đánh bại bao nhiêu quốc gia Ả Rập trong vòng của 6 ngày dẫn tới một cái kết quả là quý vị hai quốc gia trong khối Ả Rập là Ai Cập và Jordan đã lật đật ký một cái thỏa ước tôn trọng một nước Do Thái và là hai quốc gia duy nhất trong khối Ả Rập đã có bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái. Trong khi tất cả hai mươi mấy quốc gia còn lại đều tẩy chay và không chấp nhận một đất nước Do Thái trên à, khu vực ở Trung Đông, đặc biệt là ở khu vực gần Jerusalem, vùng Tây Ngạn và giải Gaza. Quý vị, đó là cái câu chuyện của năm 1967 và lúc đó các quốc gia Ả Rập bừng tỉnh trước cái sức mạnh quân sự của do thái thì nhiều quốc gia đã vội vã ký hợp hiệp ước với lại phía của hoa kỳ họ không chấp nhận do thái nhưng mà họ sợ rằng do thái sẽ tấn công họ do đó họ phải ký hiệp ước với hoa kỳ để bảo đảm cái an ninh của quốc gia họ trong đó có cả saudi arabia và vương quốc ả rập thống nhất cũng như một số những quốc gia khác ở trong khối uh, ả rập thì quý vị uh, các quốc gia đều đồng nhất uh, trong cái giai đoạn này thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ à, cung cấp vũ khí cho họ. Thứ hai là họ sẽ bảo đảm cái nguồn cung cấp về năng lượng cho Hoa Kỳ. Thứ ba là tất cả các giao dịch của khối OPEC với những quốc gia ở bên ngoài sẽ phải sử dụng đồng Mỹ kim để giao dịch, không sử dụng một cái đồng, một cái là loại tiền tệ nào khác ngoài đồng Mỹ kim và bù lại Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là do Thái không tấn công các quốc gia này. Và đồng thời cung cấp vũ khí cho các quốc gia này. Thì quý vị, họ trở thành đồng minh, tương đối là đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ. Lúc đó chỉ là đối tác thôi, tức là cái thỏa thuận của các quốc gia Ả Rập với Hoa Kỳ. Và cho tới cái cuộc chiến Iran-Iraq năm à, năm thập niên 1980. Thì lúc đó quý vị, họ lấy được cái sự diều hâu của Saddam Hussein. Và cái chính sách gọi là, cái quốc gia gọi là cứng ngắt của Iran đe dọa khu vực họ lại ký thêm một cái thỏa ước với Hoa Kỳ là tăng cường và áp lực Hoa Kỳ phải cung cấp vũ khí cho họ tự bảo vệ. Và kể từ thập niên 80, chưa bao giờ Hoa Kỳ từ chối việc cung cấp vũ khí cho những quốc gia này. Thì quý vị, đó là cái câu chuyện của quá khứ. Và tới thời gian gần đây, thì quý vị, cái việc diều hâu của Iran, tức là Iran đã có thái độ gọi đe dọa những quốc gia ở khu vực, họ bảo trợ cho nhóm Hồi giáo Houthi, một nhóm hồi giáo à, cực đoan ở tại trung đông đã đánh chiếm được thủ đô sanaa của yemen à, và chiếm cái thủ đô này và lúc đó thì saudi arabia đã dẫn đầu khối đồng minh để mà có cuộc chiến chống lại nhóm hồi giáo houthi và trước đó trong cái giai đoạn của ông trump nhóm hồi giáo houthi đã bị xem là tổ chức khủng bố thì quý vị hoa kỳ tăng cường rất là nhiều những cái phần tài trợ vũ khí cho saudi arabia thì quý vị việc này diễn ra đặc biệt là khi mà nhóm hồi giáo Houthi đã tấn công vào hai cái nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia bằng drone do Iran hỗ trợ thì ngay lập tức ông Trump đã bắt đầu ra lệnh cho tất cả những cái binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng ở tại Bahrain tức là một quốc gia rất nhỏ nằm gần Saudi Arabia là sẽ hỗ trợ cho lực lượng của đồng minh Ả Rập chống lại nhóm hồi giáo Houthi nhưng mà tới thời của Joe Biden lên Thì quý vị Joe Biden việc đầu tiên khi ông ta làm tổng thống Ông ta loại nhóm Hồi giáo Houthi ra khỏi danh sách khủng bố Và thứ hai là ông ta duyệt xét lại việc cung cấp vũ khí cho Saudi Arabia Dưới áp lực của tờ Washington Post Sở dĩ tờ Washington Post có mối thù hận với lại Saudi Arabia Là bởi vì tờ báo này là tờ báo cực tả Và họ không chấp nhận những cái luật lệ của Hồi giáo ở những quốc gia này từ lâu nay rồi quý vị và luôn có những cái bài chỉ trích lên án cái chính sách gọi mà họ gọi là khắc nghiệt của thế giới hồi giáo đặc biệt là cái đạo luật Saudi -a được áp dụng ít nhất ở nhiều quốc gia hồi giáo mặc dù nhẹ hay nặng thì họ vẫn áp dụng cái đạo luật này nhất là Saudi Arabia bởi vì Saudi Arabia ngoại trừ là một quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất khu vực và có cái vùng lãnh thổ lớn nhất khu vực ra thì Saudi Arabia lại có một cái thánh địa của Hồi giáo là thánh địa Mecca. Đây là cái thánh địa của người Hồi giáo và bất kỳ một người Hồi giáo nào trên thế giới trong đời của họ ít nhất một lần phải tới được Saudi Arabia và tới được thánh địa Hồi giáo Mecca ở đây. Do đó quý vị, do đó thì Saudi Arabia áp dụng những chính sách rất gây gắt về vấn đề tôn giáo và luật lệ dành cho phái nam và phái nữ đại khái như vậy. Thường thường nó xảy ra những ở những quốc gia Hồi giáo thì tờ Washington Post vẫn thường xuyên hai tờ báo ở Hoa Kỳ mà luôn chỉ trích, chửi bới và thậm chí là áp lực rất là nhiều với lại các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là Saudi Arabia. Thứ nhất là tờ Washington Post. Thứ hai là tờ USA Today. Đây là hai cái tờ báo mà thường xuyên có những cái bài gần như là trong mấy chục năm qua đã kích chế độ hoàng gia của Saudi Arabia. Và kết quả một trong những nhà báo của Saudi của tờ Washington Post đã bị sát hại ở trong tòa lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là ông Khashoggi. Và kể từ khi mà Khashoggi bị sát hại, và trong đó nhiều tin tức mà phía tờ Washington Post nói rằng chính thái tử của Saudi Arabia là ông Bin Salman là thủ phạm chính ra lệnh giết hại nhà báo Khashoggi và kể từ khi mà dưới thời của ông Trump rồi cho tới khi mà qua thời của Joe Biden, tờ Washington Post đã bất chấp tất cả thủ đoạn, bất chấp tất cả những cái uh, những cái mối quan hệ, họ sẵn sàng áp lực các dân biểu quốc hội thuộc đảng dân chủ và áp lực chính quyền Joe Biden là cắt bỏ mối quan hệ với Saudi Arabia nhưng không thành công, bởi vì cái mối quan hệ đó nó kéo dài từ th thập niên 60, giống như tôi nói là từ năm 1967 rồi. Cái mối quan hệ đó không dễ gì cắt bỏ. Và những cái hiệp ước mà Saudi Arabia đã ký với Hoa Kỳ. Thì quý vị, thì cái việc áp lực này thì Joe Biden vẫn gọi là chưa có một cái hành động nào hết. Mặc dù ông ta có đôi ba lần lúc mà bắt đầu mới nhận chức đã lên án về vấn đề nhân quyền đối với Saudi Arabia. Bởi vì theo quy tắc dưới áp lực của tàu Washington Post trong vòng mấy năm nay đó quý vị là Saudi Arabia nằm trong số 10 quốc gia bất hại nhân quyền nhất thế giới. Trong đó có Saudi Arabia nữa quý vị. Đó là do cái áp lực của tờ Washington Post và tổ chức CBJ, tức là tổ chức bảo vệ ký giả thế giới. Thì quý vị, họ áp lực cho nên là Joe Biden có đôi lần lên tiếng chỉ trích Saudi Arabia về vấn đề nhân quyền. Nhưng không có dám cắt bỏ một cái gì hết. Ngay cả đám cấp tiến ở trong cái đảng dân chủ vẫn áp lực ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia. Nhưng cuối cùng cho Biden không làm được. Lý do là lúc đó cái cuộc đụng độ giữa à, lực lượng Ả Rập do Saudi Arabia lãnh đạo đánh lại nhóm Hồi giáo Houthi thì nhóm Hồi giáo Houthi nhận sự tài trợ của Iran. Tấn công không những lên lãnh thổ của Saudi Arabia mà họ còn bắn tròn qua luôn tới cả vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa. Do đó Joe Biden phải đưa quân qua bên đó để bảo vệ cho các đồng minh trong khối Ả Rập trong đó gồm có bốn quốc gia Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Qatar và kể cả Kuwait. Quý vị, năm quốc gia này là đang nằm dưới sự đe dọa của nhóm hồi giáo Houthi. Do đó Joe Biden không dám vọng động nhiều. Rồi quý vị, đùng một cái thì khi mà Nga mở cuộc chiến tại Ukraine đẩy giá xăng, giá năng lượng đã cao rồi nhưng mà cuộc chiến của Nga đã tác động thêm khiến cho giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao hơn và Nga giảm phần cung cấp cho Âu Châu gây ảnh hưởng cho đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Âu Châu Thì quý vị, ông Joe Biden đã đến năng nỉ Saudi Arabia và Saudi Arabia cũng đã chịu áp lực của Joe Biden đồng ý là lúc đó quý vị, trước khi Nga khởi động cuộc chiến thì là 400.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Nó vẫn bình thường giống như dưới thời của ông Trump. Thì qua cái thần của Joe Biden vẫn là 400.000 thùng dầu thô. Sau đó họ tăng lên là 200.000 nữa. Tức là tăng lên 50% là 650.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Để đáp ứng cái yêu cầu của ông Joe Biden và khối Âu Châu về tình trạng cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Họ đã đáp ứng rồi nhưng mà giá năng lượng vẫn không giảm đi. Bởi vì Nga đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn năng lượng của thế giới. Trong đó quý vị, Âu Châu lệ thuộc tới 40% nguồn năng lượng từ Nga. Chính vì vậy mà giá dầu thô vẫn không giảm đi. Joe Biden phải khui cái quỹ dự trữ dầu thô ra của Hoa Kỳ ra. Và Saudi Arabia lại một lần nữa tăng lên một triệu thùng dầu thô một ngày. Để mà giúp duy trì cái nguồn cung cấp cho quốc tế. Nhưng mà quý vị, Giá dầu thô vẫn không giá dầu thô rớt xuống còn khoảng 90 mỹ kim. Nhưng mà vẫn gấp đôi so với thầu của ông Trump. Joe Biden không chịu và ông ta đích thân bay qua Saudi Arabia. Thì Saudi Arabia họ cũng trả lời thẳng. Họ trả lời thẳng với ông Joe Biden mặc dù ba lần ông Joe Biden đã đã năn nỉ mà ông uh, Bộ trưởng năng lượng của Saudi Arabia cũng nói thẳng với Joe Biden, các ông tại sao không khui cái cái uh, cái khai thác ở trên đất nước Hoa Kỳ. Các ông đóng một vai trò rất quan trọng trong nguồn năng lượng của thế giới. Nhưng Joe Biden bị áp lực bởi cái nhóm môi trường. Ông ta ký xác lệnh đóng ống dẫn vào Keystone Palai. Ông ta không cho phép khai thác năng lượng ở trên các vùng đất của liên bang. Chính điều này nó đẩy giá dầu dầu thô lên cao. Nhưng mà ông ta vẫn duy trì không mở và chỉ muốn nhập cảng thôi. Và ông ta ép Saudi Arabia. Và Saudi Arabia đã chiều ông ta từ 400.000 thùng lên 650.000 thùng lên tới 1 triệu thùng rồi. Nhưng mà vẫn không đủ cung cấp. Bởi vì thiếu cái nguồn của Nga. Mà chính Qatar là một trong những quốc gia rất hiếm hoi. Không những sản xuất dầu quả mà họ còn sản xuất cả khí đốt nữa. Thì quý vị, họ cũng nói chúng tôi không thể thay thế Nga được. Chúng tôi không thể thay thế Nga để cung cấp cái nguồn khí đốt được. Thì họ đã nói như vậy Tức là họ thông báo chỉ còn có Hoa Kỳ với Canada Có khả năng này thôi Nhưng mà Joe Biden vẫn bỏ mặt Cho tới khi mà nhìn thấy Saudi Arabia và các quốc gia trong khối OPEC Khối OPEC gồm 13 quốc gia Cộng với 10 quốc gia không nằm trong OPEC Là 23 quốc gia sản xuất dầu hỏa Bởi vậy mới gọi chỉ là OPEC Plus Tức là OPEC cộng cái vị Thì Họ phải đánh giá về cái nguồn cung cấp trên toàn cầu và duy trì cái dự trữ để không bị thiếu hụt. Do đó, Saudi Arabia mới quyết định là đưa cái quyết định là cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Thì quý vị, đây chính là cái 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tức là tất cả các quốc gia chia đều ra. Tức là nếu mà xét trên một cái quy tắc thật sự thì quý vị cộng cú này đấy 2 triệu đó Quý vị chia đều cho 23 quốc gia Thì cái mức sản lượng của họ vẫn cao hơn so với thời của ông Trâm. Thời của ông Trâm, mỗi quốc gia chỉ sản xuất có 400 ngàn thùng thôi Thì bây giờ 23 quốc gia cộng lại Thì quý vị nhân lên Còn bây giờ cộng 23 quốc gia Là chỉ cắt giảm có 2 triệu thôi Tức là cũng không bao nhiêu cả Họ vẫn giữ cái mức xuất cản cao hơn thì quý vị Chính điều này Thì Saudi Arabia họ phải quyết định cho cái mùa đông năm nay Thứ nhất là mùa đông năm nay Nhiều quốc gia sẽ phải sử dụng rất nhiều năng lượng Và sau mùa đông Vẫn phải duy trì cái nguồn năng lượng Để tiếp tục sản xuất và cung cấp Chứ không phải chờ cho mùa đông năm nay là xong Chính vì vậy Họ dựa trên cái yếu tố cung và cầu Để đưa ra quyết định mà quyết định đó dự trữ lại là nó phải có thời gian để dự trữ do đó họ quyết định sớm bắt đầu từ ngày hôm nay từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay là các quốc gia đã bắt đầu giảm cái mức sản xuất xuống để kéo cho tới mùa đông thì cái lượng dự trữ nó nhiều hơn để sau mùa đông họ còn có thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục duy trì cái mức sản xuất trên toàn cầu và sử dụng trên toàn cầu nhưng mà joe biden thì lại cho rằng là saudi arabia đứng về phía nga chụp mũ luôn nó là saudi arabia đứng về phía nga làm lợi cho Nga khi mà cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô. Thì bên Saudi Arabia họ nói no, chúng tôi không đứng về phía nào cả. Và bằng chứng là ông thái tử này, ông chi ra 400 triệu Mỹ Kim liền. Mà trước đó ông đã tài trợ cho Ukraine rồi chứ không phải chưa. Thì quý vị, cho bên chập mũ công xong. Rồi cái ông ta chỉ muốn rằng là ô mấy anh muốn giảm thì sau tháng 11 tức là sau ngày 8 tây tháng 11 ý của Joe Biden là muốn duy trì cái mức dầu thô cỡ này thôi để tìm cách cho đảng nhân chủ lấy lại được ghế nhưng mà quý vị Saudi Arabia họ không phải căn cứ trên cái vấn đề chính trị Hoa Kỳ mà cái nguồn dự trữ giống tôi nói phải mỗi ngày thì họ tính toán cái thời gian từ đây cho tới mùa đông thì họ có bây giờ quý vị chờ tới sau tháng 11 là bắt đầu bước vào đông rồi lúc đó mới dự trữ thì không đủ lúc đó mới bắt đầu tiến hành dự trữ thì không đủ, do đó họ phải đi sớm hơn để cái nguồn dự tại vì 23 quốc gia này nó cung cấp toàn bộ năng lượng cho cả thế giới. do đó, quý vị, Joe Biden bây giờ quay sang bắt đầu áp lực với lại Saudi Arabia, rồi đòi cắt bỏ không bán vũ khí, nhưng mà tôi nói với quý vị, điều này Joe Biden sẽ không làm được, mặc dù cái thành phần cực tả trong đảng dân chủ tức là với sự giật dây của tờ Washington Post để mà nhân cái dịp này cắt bỏ mối quan hệ hay là cắt bỏ việc bán vũ khí cho Saudi Arabia. Và ông Bob Menendez đã lên tiếng. Ông ta sẽ không bật đèn xanh cho bất kỳ một cuộc hợp tác nào. Ok, ông ta tuyên bố như vậy. Nhưng quý vị, nếu như tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông nó trở nên hỗn loạn hơn. Vì lời tuyên bố này của Bob Menendez sẽ kích động cái chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo tại Trung Đông ISIS, Houthi, Boko Haram, những tổ chức hồi giáo này, kể cả Hamas và Hezbollah, sẽ tăng cường hoạt động và đe dọa tới an ninh của những quốc gia Ả Rập, trong đó có Saudi Arabia, Bahrain, Vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait, Qatar, kể cả Jordan và Ai Cập. Thì lúc đó Hoa Kỳ đứng lại một chỗ, à, Jordan đứng lại một chỗ, Bob Menendez đứng một chỗ không cung cấp vũ khí à? để nhìn tất cả lực lượng hồi giáo cực đoan nó hoành hành tại 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 khu vực Trung Đông à. Câu trả lời là không. Nhất là tại Iraq nơi đang có cuộc khủng hoảng chính trị nữa. Là cái cơ hội cho chủ nghĩa hồi giáo cực đoan nó bùng nổ trở lại. Thì cái khi nó bùng nổ trở lại quý vị. Chuyện gì xảy ra? Hoa Kỳ phải nhúng vào, mà nhúng vào thì không lẽ giờ đưa tất cả quân Hoa Kỳ ở các chiến trường à. Họ phải nhờ tới các đồng minh Ả Rập. Mà muốn nhờ tới các đồng minh Ả Rập lấy vũ khí đâu ra? Thì các đồng minh Ả Rập phải mua vũ khí của Hoa Kỳ Còn bây giờ nếu cắt bỏ mối quan hệ Tôi lấy ví dụ Bây giờ đám dân chủ nó áp lực được Và Bob Menendez nắm chức chủ tịch ủy ban đối ngoại của Thượng viện Không ký bán vũ khí cho Saudi Arabia thì Saudi Arabia có quyền mua vũ khí của Trung Quốc và của Nga kể cả Ấn Độ. So what? Lúc đó Hoa Kỳ vừa mất đi một cái vì thế quan trọng không phải vấn đề bán vũ khí vì bán vũ khí có mười mấy tỷ không có nhiều đâu nhưng mà mất đi cái tư thế đẩy Saudi Arabia đứng về phía Nga và phía Trung Quốc mà khi Saudi Arabia đứng về phía đó thì các quốc gia trong khối OPEC cũng không làm ngược lại họ phản ứng rất mạnh với Joe Biden ngay do đó tôi cho rằng Joe Biden sẽ không dám làm gì mặc dù có áp lực của đảng dân chủ đó là mới là chuyện thứ nhất thôi đó chuyện thứ hai Quý vị, Joe Biden đóng cửa ống dẫn dầu Keystone Pipeline. Rồi Joe Biden không cho phép khai thác các vùng đất của liên bang về vấn đề năng lượng. Thì bây giờ chỉ trông chờ vào nhập cảng. Nhập cảng thì đâu? Venezuela bị cấm cửa nha. Iran bị cấm cửa nha. Thì bây giờ chỉ còn lại những thành viên trong khối OPEC và OPEC Plus thôi. Bây giờ nếu mà Saudi Arabia tuyên bố chúng tôi không bán năng lượng cho Hoa Kỳ nữa. Thì chuyện gì xảy ra? Nếu các anh không bán vũ khí cho chúng tôi Chúng tôi không bán năng lượng cho tụi anh nữa Thì quý vị Cái khủng hoảng kinh tế Cái khủng hoảng năng lượng ở Hoa Kỳ còn mạnh hơn nữa Tại vì Tôi nói rồi Tại sao đi Arabia nói, các anh vi phạm hợp đồng trước Ngày xưa năm 1967 Chúng tôi không sản xuất vũ khí Và chúng tôi cam kết mua vũ khí của các anh Là bởi vì Các anh đã bảo đảm an ninh cho chúng tôi Và các anh bán vũ khí Bây giờ các anh vi phạm hợp đồng Các anh không bán thì tôi cũng có quyền vi phạm một đồng. Tôi sẽ bán, không bán dầu khí cho các anh. Chúng tôi sẽ bán dầu khí cho những nước khác. Và chúng tôi sẽ không dùng Mỹ Kim luôn. Lúc đó thiệt hại còn lớn hơn. Do đó quý vị, Joe Biden ở thế không dám làm gì hết. Mặc dù áp lực của cái đám thiếu suy nghĩ là cái đám cánh tả. Nó áp lực ông Bob Menendez. Ông Bob Menendez không phải là thành phần cực tả. Nhưng ông ta bị áp lực bởi cái thành phần cực tả với sự giật dây của tờ Washington Post để trả thù lên Saudi Arabia. Và tìm cách gọi là có được cái cái, cái lợi thế trong cuộc bầu cử. Nhưng mà chính ngày hôm nay á quý vị là chính ông bộ trưởng năng lượng của Iraq chứ không phải là Saudi Arabia. Ông nói luôn. Ông nói chúng tôi chỉ căn cứ trên tất cả những cái cung và cầu của thị trường toàn cầu. Chúng tôi không muốn cho chính trị xen vào trong vấn đề là cắt giảm sản lượng hay tăng cường sản lượng để đáp ứng một cái ý đồ chính trị của một phe nào. Chúng tôi chỉ căn cứ trên cái nhu cầu của toàn cầu. Quý vị, cái này không phải là Saudi Arabia mà Iraq nói đó. Thì có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là Joe Biden phải chấp nhận là khúc này là nói thật quý vị giải quyết bài toán trên toàn cầu về này hiện nay về năng lượng tôi dám bảo đảm với quý vị bây giờ chỉ có hoa kỳ và canada nếu tiếp tục duy trì cái chính sách năng lượng xanh không để khai thác liên bang không mở lại ổng dầu dầu keystone pipeline thì giá dầu thô cho trọn năm 2023 sẽ không dưới mức 100 đô la. Trong khi dưới thời của ông Trump chúng ta chỉ có 40, 43 Mỹ Kim. Lúc mà ông Trump rời khỏi chức vụ ngày 20 tây tháng giêng năm 2001 thì lúc đó giá dầu thô chỉ có 43 Mỹ kim một thùng dầu thô thôi. Quý vị, nó sẽ không giảm dưới dưới mức 100 Mỹ kim. Nếu như mà châu Biden vẫn tiếp tục duy trì chính sách này. Nó là một chính sách thất bại hoàn toàn. <laughs> đẩy toàn cầu vào suy thoái, đẩy toàn cầu vào thiếu hụt nhiên liệu, thiếu hụt nguyên liệu, thiếu hụt năng lượng. <laughs> Và quý vị, tình hình này quý vị thấy rõ ràng sẽ còn bất ổn nếu tình trạng khủng hoảng kinh tế khủng hoảng nhiên liệu và khủng hoảng nguyên nguồn cung cấp xảy ra thì nhiều quốc gia chịu không nổi sẽ dân sẽ nổi loạn dân sẽ nổi loạn bởi vì đó quý vị thấy ở Sri Lanka nó họ đã nổi loạn rồi thì nếu tình hình này nó xảy ra năm 2023 ở những quốc gia đó sẽ nổi loạn nữa và bất ổn sẽ nằm ở trên bùng nổ trên toàn cầu luôn. Quý vị, chính sách cực tả của Joe Biden về cứu khí hậu, tôi bảo đảm với quý vị, nó là một đại họa lớn trong năm 2023 nếu không dẹp bỏ chính sách này. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiếu tin nhật ký của tôi trong cái việc mà Joe Biden quỳ gối và Saudi Arabia bác bỏ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiếu Tên Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.